Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình theo chân anh Tùng đi đến quận Bình Thạnh của thành phố Hồ Chí Minh để cưa rất là nhiều cây ở đây. Thì cái địa điểm ở đây là nằm gần ngã tư Nguyễn Xí và đường Trang Long, nằm ở gần đường ray xe lửa của hệ thống đường xe lửa Bắc Nam nha các bạn. Thì ở đây thì người ta thuê anh cưa rất là nhiều cây, và hiện tại là anh Tùng đang cưa cây lâm dồn, hay cây này người ta còn gọi là cây bồ đề. Thì anh Tùng cưa như thế nào thì mời các bạn cùng theo dõi cái quá trình cưa cây này nha các bạn.
Cắt cái ngọn cái à. Nấu cháo được nè. Mới đóng. Nghèo ông luôn.